Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh Tiếp Ca. Trong cuộc sống, có thể có những thứ mà chúng ta nghiện sẽ bị ngăn cản. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có những thứ mà chúng ta nghiện không những là được mọi người ủng hộ mà còn có thể kéo cả nhà nghiện theo. Đó chính là nghiện dã ngoại hay là đam mê trải nghiệm và khám phá. Vậy thì những gia đình mà đam mê trải nghiệm khám phá như vậy sẽ chọn xe như thế nào? Chúng ta cùng nhau thảo luận trong video ngày hôm nay. Với những quý vị mà có rất nhiều tiền để mua những dòng xe sang trọng và mạnh mẽ thì câu chuyện không có gì để nói. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đặt ra một vấn đề là chúng ta chỉ có một số tiền vừa phải, muốn mua một chiếc xe cỡ nhỏ để sử dụng linh hoạt hàng ngày, nhưng mà cuối tuần đi chơi thì cũng phải đáp ứng đầy đủ tất cả những tiêu chí mà chúng ta đặt ra. Và sau đây, chúng tôi xin được liệt kê ra 5 tiêu chí của một chiếc xe mà để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của những gia đình nghiện dã ngoại. Tiêu chí đầu tiên mà chúng ta nên cân nhắc đó chính là độ cứng vững của khung gầm. Giả sử trước mặt chúng ta là một số mẫu xe mà chúng ta đang cân nhắc, thì cách tốt nhất để chúng ta kiểm tra độ cứng vững của khung gầm đó chính là kiểm tra kết quả đánh giá của các tổ chức uy tín trên thế giới. Chúng ta có cách rất đơn giản, đó chính là vào Google, gõ tên xe cộng tên tổ chức đánh giá là ra ngay kết quả. Và chúng tôi cho rằng đây chính là yếu tố quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác của một chiếc xe. Tiêu chí số 2 mà chúng ta nên cân nhắc đó chính là hiệu suất động cơ phải tốt. Hiệu suất động cơ ở đây có thể được hiểu là nó có thể hoạt động tốt trong điều kiện khắc nghiệt nhưng lại tiết kiệm chi phí sử dụng. Ở đây thì chúng ta hãy nhìn vào các thông số về công suất hay là sức kéo. Giả sử trong số những chiếc xe mà chúng ta đang cân nhắc có công suất tương đương thì chúng ta hãy ưu tiên lựa chọn chiếc xe mà có sức kéo lớn hơn, ở số vòng tua thấp hơn. Điều này có ý nghĩa ra sao, chúng tôi sẽ chia sẻ ở phần trải nghiệm. Trang bị tiếp theo mà chúng ta cân nhắc đó chính là hộp số. Không biết là quan điểm của quý vị thì sao, nhưng mà theo cá nhân tôi, để mà đáp ứng nhu cầu của những người đam mê trải nghiệm, đam mê dã ngoại thì chúng tôi lựa chọn hộp số theo thứ tự như sau. Thứ nhất là hộp số ly hợp kép dạng ướt. Thứ hai là hộp số tự động có cấp thông thường. Và thứ ba là hộp số vô cấp CVT. Giả sử trong số những chiếc xe mà chúng ta đang cân nhắc có cùng loại hộp số thì chúng ta hãy cân nhắc thêm một số yếu tố khác, ví dụ như là hộp số có chế độ thể thao hay là có lễ chuyển số trên vô lăng. Yếu tố tiếp theo mà chúng ta cân nhắc đó chính là thiết kế của ghế và chất liệu ghế. Điều này vô cùng quan trọng. Nếu như mà ghế sâu lòng thì chúng ta sẽ có cảm giác chắc chắn hơn, thoải mái hơn khi mà ôm cua xe bị lắc liên tục, cả ghế trước và ghế sau. Tiếp đó là chất liệu ghế, nếu như mà da tốt thì sẽ tạo cái ma sát tốt để chúng ta cũng ngồi cảm thấy thoải mái và chắc chắn hơn. Tiếp theo đó chính là hệ thống lái. Khi mà đánh giá xe thì Tiếp Ca không bao giờ bỏ qua yếu tố này, bởi vì đây chính là yếu tố mà nhiều quý vị đam mê trải nghiệm sẽ cân nhắc. Cụ thể là số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải. Khi mà đi kiểm tra xe thì chúng ta có thể thử. Và điều này ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm ra sao thì tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn trong phần trải nghiệm. Và cuối cùng là một tiêu chí mà có thể rất nhiều quý vị ở Việt Nam quan tâm, đó chính là đèn chiếu sáng. Thì đèn chiếu sáng có thể được phân cấp như sau. Ở dưới cùng là đèn halogen, bóng phản xạ thông thường. Tiếp đó cao cấp hơn là đèn halogen projector. Ở mức cao hơn nữa đó chính là bóng LED, chóa phản xạ thông thường. Tiếp theo là LED projector. Và cao cấp hơn nữa đó chính là LED ma trận. Thì chiếc xe này trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED ma trận. Và ở mức đỉnh cao đó chính là đèn laser. Tuy nhiên là đèn laser vẫn còn khá hiếm ở Việt Nam và thường chỉ có trên các dòng xe sang. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển và xem là với những tiêu chí lựa chọn xe như trên thì gia đình chúng ta sẽ được cái gì, cảm nhận được điều gì trong quá trình vận hành xe. Đầu tiên là về hệ thống khung gầm cứng vững. Thật đáng buồn là cho đến năm 2024 nhưng mà một số mẫu xe trên thị trường Việt Nam có những điểm số an toàn của các tổ chức đánh giá trên thế giới. Điểm an toàn có thể nói là không được như mong đợi, thậm chí một số mẫu xe điểm an toàn rất thấp là khác. Và có thể là vẫn còn rất nhiều người có một quan điểm rằng là khi mà chúng ta chưa có xe thì chúng ta chỉ cần mơ ước có một mẫu xe để che mưa che nắng là đủ. Nếu vẫn còn suy nghĩ đó thì chúng tôi khuyên rằng là chúng ta hãy suy nghĩ lại. Bởi vì là khi mà di chuyển trên đường, không ai mong muốn điều xấu nhất có thể xảy ra. Ví dụ như là chúng ta đi cố gắng cẩn thận để không va chạm với người khác, nhưng mà xe khác đi ẩu va chạm với xe chúng ta chẳng hạn. Thì trong trường hợp đó, một bộ khung gầm cứng vững nó vô cùng quan trọng. Nó sẽ giúp cả gia đình được an toàn hơn, cho dù là phần đầu hay là phần cánh cửa có thể là bị móp méo, bị biến dạng. Yếu tố tiếp theo mà tôi đã trình bày ở phần đầu của video đó chính là sức keo lớn ở số vòng tua thấp. Thực tế là ngày nay rất nhiều hãng xe sản xuất ra những động cơ mà có cùng dung tích xi lanh và các chỉ số cũng rất là tương đồng nhau. Tuy nhiên là trong số những chiếc xe cùng phân khúc công suất tương đương, chúng ta mà lựa chọn ra những chiếc xe mà có sức kéo lớn hơn ở số vòng tua thấp hơn thì nó có ý nghĩa là khi mà chúng ta chinh phục những cung đường đèo, động cơ sẽ không phải gầm gào lên.
Nó sẽ làm việc ở số vòng tua rất thấp, nhưng mà sức kéo vẫn rất lớn. Đây, quý vị hãy quan sát cách làm việc của chiếc xe này khi mà chinh phục những cung đường đèo dốc. Với những con dốc rất gắt, thì động cơ vẫn làm việc rất điềm tĩnh, rất êm ái ở số vòng tua là 1.500 đến 1.700 vòng một phút. Và điều này có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất đó chính là mức tiêu hao nhiên liệu. Số vòng tua càng thấp thì sẽ càng tiết kiệm nhiên liệu. Và yếu tố thứ hai cũng quan trọng hơn rất nhiều, đó chính là độ bền của động cơ. Nếu như động cơ thường xuyên làm việc ở số vòng tua thấp thì đương nhiên là nó sẽ bền bỉ hơn. Tiếp đó là đến tiêu chí hộp số. Thì qua nhiều năm đánh giá xe và cũng chạy hàng nghìn km đường đèo, thì tôi cảm nhận được rằng là hộp số liên hợp kép hoặc là hộp số tự động có cấp thông thường sẽ giúp chúng ta kiểm soát phanh động cơ một cách hiệu quả hơn. Đặc biệt là những chiếc xe mà có chế độ S hay là chế độ thể thao, khi mà chúng ta cần sức kéo lớn hoặc là động cơ hãm phanh hoàn toàn tự động thì chế độ S sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với chế độ D thông thường. Ngoài ra, với những hộp số cao cấp hơn nữa thì có thêm lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Như vậy là khi mà muốn đổ những con dốc rất gắt thì chúng ta không phải rời tay ra khỏi vô lăng và chạm vào cần số. Như vậy là quá trình lái xe sẽ tập trung và an toàn hơn rất nhiều. Tiêu chí tiếp theo mà tôi cũng luôn luôn đề cập khá là chi tiết trong những chương trình đánh giá xe, đó chính là số vòng quay vô lăng. Vậy thì số vòng quay vô lăng ít hay nhiều thì là tốt? Ở đây thì chúng tôi xin được chia sẻ là không có yếu tố tốt hay là không tốt về số vòng quay vô lăng, bởi vì là mỗi chiếc xe đều được thiết kế với mục đích riêng. Những chiếc xe thể thao thì số vòng quay vô lăng sẽ ít thôi. Thường thì những dòng xe mà được thiết kế theo hơi hướng thể thao sẽ có số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải khoảng dưới 3 vòng. Và những chiếc xe mà SUV hay là xe bán tải thì số vòng quay vô lăng sẽ là khoảng trên 3 vòng. Một số dòng xe sang thì có thể là số vòng quay vô lăng còn tới trên 3 vòng, thậm chí là gần 4 vòng. Và nếu chúng ta là những gia đình đam mê trải nghiệm, đang mê những cung đường dã ngoại, đặc biệt là đường đồi núi chẳng hạn, thì chúng ta nên ưu tiên lựa chọn những chiếc xe mà có hệ thống lái linh hoạt hơn. Tiêu chí tiếp theo mà chúng ta cân nhắc, tôi đã đề cập, đó chính là thiết kế ghế. Vậy thì thiết kế ghế nó tạo cái sự khác biệt gì khi mà chúng ta di chuyển trên đường? Với nhiều dòng xe cỡ nhỏ thiết kế cho đô thị thì thiết kế không cần quá xô lòng. Bởi vì là thiết kế mà nông thôi, khá là phẳng thì sẽ tạo cho chúng ta cảm giác là ra vào xe dễ dàng hơn này. Và khi mà lái xe trên đường, đặc biệt là vào mùa hè chẳng hạn, thì gió điều hòa sẽ lùa ra sau lưng hoặc là lùa xung quanh người dễ dàng hơn. Trong khi đó, với những dòng xe mà thiết kế ghế theo hơi hướng thể thao, gió lùa ra sau lưng sẽ khó khăn hơn, chúng ta ra vào xe cũng khó khăn hơn. Nhưng lợi thế chính là đây: khi mà chúng ta ôm cua trên đường đèo, xe có thể lắc đi lắc lại, lắc sang bên trái rồi lại lắc sang bên phải. Nếu như mà thiết kế ghế không sâu lòng thì người ngồi trong xe sẽ có cảm giác bị lắc qua bên nọ, lắc qua bên kia. Chỉ cần một hành trình khoảng vài chục cây số, chúng ta có thể sẽ bị rất đau bụng, thậm chí là đau thắt lưng. Và vì vậy chúng tôi đánh giá rằng thiết kế ghế sâu lòng cũng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu khi mà chúng ta chọn xe cho gia đình đam mê dã ngoại. Một số hãng thì chỉ thiết kế ghế sâu lòng cho hàng ghế trước, tuy nhiên thì một số hãng thiết kế ghế sâu lòng cho cả hàng ghế sau. Trang bị tiếp theo mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là đèn chiếu sáng. Đèn chiếu sáng có một cái vấn đề khó khăn là nếu như mà chúng ta không hài lòng mà chúng ta nâng cấp hoặc độ thêm thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đăng kiểm. Nói về công nghệ đèn thì ngày nay nhiều hãng xe trang bị hệ thống đèn chiếu sáng có công nghệ tương tự nhau, ví dụ như là LED hoặc là LED projector. Nếu như hệ thống đèn chiếu sáng mà tương tự nhau thì chúng ta hãy cân nhắc thêm một số yếu tố, ưu tiên những chiếc xe mà trang bị thêm một số công nghệ, ví dụ như là hệ thống đèn có thể tự động điều chỉnh góc chiếu sáng từ chiếu xa đến chiếu gần, hoặc là có chức năng chiếu góc khi mà chúng ta ôm cua chẳng hạn, thì cái quá trình lái xe nó sẽ an toàn và hiệu quả hơn. Chiếc xe mà chúng tôi điều khiển ngày hôm nay đây, Skoda Karoq, được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED ma trận. Thực ra thì có thể nhiều quý vị đã biết đến công nghệ này. Khi mà di chuyển tốc độ dưới 60 km/h thì đèn chiếu sáng ở chế độ tự động luôn là đèn chiếu gần. Khi mà chúng ta di chuyển tốc độ trên 60 km/h thì đèn sẽ tự động chuyển sang đèn chiếu xa. Với một hệ thống đèn chiếu sáng thông thường, khi mà ở chế độ chiếu xa mà gặp xe ngược chiều hoặc là xe cùng chiều mà đi sát chẳng hạn thì sẽ gây lóa mắt cho xe ngược chiều hoặc là sẽ làm phiền toái cho xe cùng chiều. Tuy nhiên thì hệ thống đèn chiếu sáng của chiếc xe này nó lại hơi khác. Khi mà gặp xe ngược chiều thì vẫn ở chế độ chiếu xa, nhưng mà những tia sáng mà rọi trực tiếp vào xe ngược chiều sẽ được tắt đi. Và khi mà gặp xe cùng chiều cũng vậy, đèn vẫn ở chế độ chiếu xa bình thường, nhưng mà tất cả những tia sáng mà rọi vào xe cùng chiều cũng sẽ được tắt đi. Như vậy là với hệ thống đèn chiếu sáng này thì khi mà di chuyển trên cao tốc hay là trên xa lộ, chúng ta sẽ luôn luôn có một cái tầm nhìn tốt nhất. Ngoài ra, yếu tố mà nhiều người khi mà mua xe để đi ra ngoại, chúng ta cũng có thể là so sánh giữa các dòng xe, đó chính là trang bị an toàn.
Thì thực tế là khi mà đi dã ngoại những cung đường đèo, không phải trang bị an toàn nào cũng có thể dùng được. Và đôi khi nếu như chúng ta mà cứ lựa chọn theo cảm tính hoặc là theo sự tư vấn của người khác thì đôi khi sẽ rất phí tiền. Tuy nhiên là với những gia đình mà đam mê dã ngoại, đam mê chinh phục những cung đường đèo thì một số trang bị an toàn không thể thiếu, ví dụ như là hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống hỗ trợ đổ đèo hay là cảm biến áp suất lốp. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau chia sẻ về những tiêu chí lựa chọn xe cho một gia đình nghiện trải nghiệm hay là đam mê dã ngoại. Và với những kinh nghiệm có ít ỏi thì những chia sẻ của tôi có thể là chưa thực sự đầy đủ. Không biết là theo quý vị, chừng đó tiêu chí đã thực sự đầy đủ hay chưa? Nếu như thiếu, chúng ta cùng bổ sung thêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ khi chúng tôi có video mới. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.